Thưa quý vị khán thính giả, phản hồi của Bộ Tư pháp làm dấy lên nghi ngờ về yêu cầu của Trump về kiểm soát viên đặc biệt. Chính quyền cho biết họ đã xem xét vấn đề đặc quyền trên các tài liệu bị tịch thu. Trump đòi hỏi được xem xét bởi một bên thứ ba theo sách của Giuliani, tài liệu của Eric Lawson trên Bloomberg ngày 29 tháng 8, 2022, Nguyễn Bình Phương được dịch Liên Bích trình bày. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã sàng lọc các tài liệu tịch thu từ tư gia của Donald Trump ở Florida trên căn bản đặc quyền luật sư khách hàng có khả năng dấy lên nghi ngờ về động cơ của cựu Tổng thống trong vụ kiện nhằm tìm kiếm bên thứ ba xem xét hồ sơ. Trump cho rằng cần có một kiểm soát viên đặc biệt để xác định xem liệu một số tài liệu bị tịch thu có mang tính đặc quyền hay không. Và hôm cuối tuần, một thẩm phán liên bang đã tỏ ý rằng bà nghiêng về phía chấp nhận yêu cầu đó. Nhưng trong một phản hồi đầu tiên được đệ trình lên tòa án hôm thứ Hai, Bộ Tư pháp cho rằng họ đã giải quyết những lo ngại đó. Trong bản đệ trình gửi lên tòa án liên bang ở West Palm Beach, Florida nói trên, Bộ Tư pháp cho biết một nhóm đánh giá tính đặc quyền đã xác định được một số tài liệu giới hạn có khả năng chứa thông tin đặc quyền luật sư khách hàng và hiện đã hoàn thành việc xem xét các tài liệu đó. Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ đệ trình một phản hồi chi tiết hơn vào ngày thứ Ba, 30 tháng 8, 2022. Thẩm phán quận liên bang trong vụ này là bà Eileen Cannon đã thiết lập một phiên điều trần vào ngày 1 tháng 9 về vấn đề này. Mặc dù chính phủ chưa cho biết họ có phản đối việc bổ nhiệm một kiểm soát viên đặc biệt hay không, nhưng các chuyên gia pháp lý cho biết công việc của nhóm xem xét đặc quyền có thể đã làm cho nhu cầu đánh giá của bên thứ ba trở nên không cần thiết. Carl Tobias, giáo sư luật của Đại học Richmond cho biết, kiểm soát viên đặc biệt trở nên không cần thiết, đặc biệt nếu nhóm xem xét đã hành động đúng đắn. Luật sư của Trump trong vụ kiện này là ông Jim Trusty đã không trả lời ngay lập tức một tin nhắn tìm kiếm bình luận xài cùng sách. Việc tranh cãi trên vấn đề tài liệu đặc quyền không liên quan với việc Trump có vi phạm điều luật nào trong việc đã lấy đi hàng trăm tài liệu mật, cả một số tài liệu được đánh dấu tuyệt mật từ tòa Bạch Ốc khi ông mãn nhiệm. Nhưng cái cách mà Trump đòi hỏi một kiểm soát viên đặc biệt đã tuân theo cùng kịch bản tương tự như của hai trong số các luật sư cũ của ông, những người bị Cục Điều tra Liên bang khám xét từ già. Một thẩm phán liên bang đã nghỉ hưu được bổ nhiệm trong cả hai vụ này để xem xét liệu bất kỳ tài liệu nào thu giữ được từ Rudy Giuliani và Michael Cohen có được bảo vệ bởi tính đặc quyền luật sư khách hàng hay không. Trong một đơn đệ trình lên, thẩm phán Cannon hôm thứ Sáu, các luật sư của Trump đã liên tục trích dẫn vụ của Rudy Giuliani, người đang bị điều tra về hành vi vận động hành lang bất hợp pháp cho ngoại bang, nhưng vẫn chưa bị buộc tội, như một tiền lệ để đòi bổ nhiệm kiểm soát viên đặc biệt. Nhưng bản thân, cả hai người đó đều là luật sư, và các đặc vụ liên bang đã thu giữ từ họ những cái ổ cứng và thiết bị điện tử chứa hàng nghìn tài liệu. Ngay cả khi đó, vị kiểm soát viên đặc biệt chỉ tìm thấy một số tài liệu mà bà cho là được bảo vệ bởi đặc quyền luật sư khách hàng. Kevin O'Brien, một cựu công tố viên liên bang cho biết, ông không nghĩ rằng các tài liệu đặc quyền mà Bộ Tư pháp tìm thấy tại Mar-a-Lago chứng tỏ đủ quan trọng. Sẽ không ngạc nhiên nếu một số tài liệu đặc quyền được tìm thấy, vì chúng tôi biết
Trump đã được đại diện bởi luật sư trong quá trình đàm phán với chính phủ về việc trả lại các tài liệu. Kevin O'Brien, một cựu công tố viên liên bang, hiện là một luật sư bào chữa tội phạm cao cấp. Việc Bộ Tư pháp sử dụng nhóm xem xét đặc quyền là quy trình hoạt động đúng tiêu chuẩn. Bản chứng thư của FBI, nền tảng cho cuộc lục soát ngày 8 tháng 8, đã được công bố hôm thứ Sáu dưới dạng bôi đen bảo mật dày đặc, có đề ra các thủ tục để giải quyết bất kỳ tài liệu đặc quyền luật sư khách hàng nào nếu có. Theo bản chứng thư, chính phủ có thể xin lệnh tòa để xác định đặc quyền giữ các tài liệu đặc quyền ngoài tầm với của các nhà điều tra tội phạm hoặc yêu cầu Trump xác nhận đặc quyền một cách chi tiết. Cựu công tố viên liên bang Brandon Fox cho biết, một câu hỏi quan trọng là liệu các tài liệu đã được chia sẻ ngoài nhóm đánh giá đặc quyền của Bộ Tư pháp hay chưa? Ông Fox nói, nếu các nhà điều tra đã có truy cập vào các tài liệu bị thu giữ, cuộc chiến lớn hơn có thể không phải xoay quanh chuyện liệu có nên có một kiểm soát viên đặc biệt hay không. Thay vào đó, vấn đề sẽ là liệu các nhà điều tra có bị chi phối bởi các tài liệu mà ông Trump tuyên bố có tính đặc quyền hay không. Đặc quyền luật sư khách hàng bao gồm những giao tiếp giữa luật sư và khách hàng, nhưng có những ngoại lệ quan trọng bao gồm cả những giao tiếp được thực hiện khi phạm tội. Đặc quyền như vậy cũng chỉ dành cho tư vấn pháp lý. Vụ Mar-a-Lago bị làm phức tạp hơn bởi việc vụ kiện của Trump không chỉ tuyên bố đặc quyền luật sư thân chủ mà còn cả đặc quyền hành pháp. Hồ sơ của Bộ Tư pháp vào thứ Hai không đề cập đến bất kỳ tài liệu có đặc quyền đó. Và nhiều chuyên gia pháp lý nghi ngờ rằng một cựu tổng thống có thể khẳng định đặc quyền đó. Trong vụ Giuliani, người kiểm soát viên đặc biệt được bổ nhiệm bởi chính vị thẩm phán đã ban hành lệnh khám xét nhà và văn phòng của cựu thị trưởng New York. Mặt khác, Trump đã bỏ qua vụ xin khám xét cho thẩm phán tiểu thẩm của Mỹ là Bruce Rehart xét xử và đệ đơn kiện riêng biệt, để rồi nó được đưa đến trước thẩm phán Cannon, người được chính ông bổ nhiệm. Trong đơn kiện ngày 22 tháng 8, Trump khiếu nại rằng Rehart đã phê duyệt cách thức xem xét tài liệu của Bộ Tư pháp mà không có lắng nghe từ bên bào chữa. Theo đơn kiện của Trump, kết quả là một cách thức xem xét rõ ràng là không hiệu quả. Đơn giản là nó không bảo đảm rằng các thành viên trong nhóm công tố sẽ không được truy cập hoặc hay biết về các tài liệu đặc quyền khi trưởng nhóm xem xét là thuộc cấp của công tố viên chính trong vụ này. Đánh giá an ninh quốc gia. Trong phán quyết hôm thứ Bảy, thẩm phán Cannon còn yêu cầu Bộ Tư pháp nộp bản báo cáo niêm phong gồm một danh sách chi tiết hơn về các tài liệu bị tịch thu từ tư gia của Trump và giải thích tình trạng công việc xem xét tài liệu của chính phủ. Bà nói rằng tài liệu niêm phong phải mô tả bất kỳ quá trình xem xét nào do nhóm đánh giá đặc quyền thực hiện và bất kỳ sự phổ biến tài liệu nào ngoài nhóm đánh giá đặc quyền. Trong hồ sơ đệ nặng hôm thứ Hai, Bộ Tư pháp cho biết họ hiện đang tiến hành xem xét tài liệu cùng với Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia. Một cơ quan cũng đang tiến hành cuộc đánh giá riêng biệt về việc liệu các tài liệu có xâm phạm đến an ninh quốc gia hay không. Trump đã phủ nhận có hành vi sai trái nào và đưa ra nhiều lời giải thích về sự hiện diện của các tài liệu mật tại nhà riêng, từ chuyện ông có lệnh thường trực để giải mật các hồ sơ mà ông đã lấy đến chuyện các đặc vụ FBI có thể đã cài cắm chứng cứ trong quá trình khám xét. Thưa quý vị, cập nhật ngày 30 tháng 8, đó là trong một diễn tiến mới nhất vào tối hôm đó, Bộ Tư pháp đã nộp báo cáo lên tòa, trong đó Bộ
tố cáo Trump giấu giếm các tài liệu mật và gây cản trở việc điều tra. Bộ cũng phản đối yêu cầu của Trump về việc bổ nhiệm một kiểm sát viên đặc biệt. Thưa quý khán thính giả của Người Việt Channel và Đài Việt Nam Dallas, chương trình xin được kết thúc tại đây. Liên Bích trân trọng kính chào.